Trung Di thì ở ở trong cái khu này dạ. Là tiệm mình là bự nhất. Ồ, bà chủ lớn. Ký chị hả? Cái này là 10 đồng một thao là 250 ngàn nửa ký. Dạ Vườn Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Vườn Hồ đang có mặt tại một cái khu chợ của người Việt ngay tại thành phố San Jose. Đây được mệnh danh là thung lũng hoa vàng. Và ngày hôm nay thì đến đây thì Vườn Hồ gặp được một tiểu thương là chị Phượng, buôn bán ở đây hơn 20 năm. Và cuộc sống của người Việt ngay tại tiểu bang California, đất nước Mỹ là như thế nào? Thì Vườn Hồ mời cô bác quý anh chị cùng vô đây với Vườn Hồ để gặp chị ha. Đây là một trong những cái gian hàng bán nông sản, trái cây, củ quả của chị Phượng hơn mấy 50 năm xa đất nước, từ bên kia nửa bán cầu. Thì chị Phượng vẫn hàng ngày bán những cái nông sản này. Và đặc biệt thì trong đó có những cái nông sản là mặt hàng từ Việt Nam. Có một cái thứ mà Bùi Hồ vừa vô bước vô đây đó, gặp và muốn giới thiệu với cô bác của anh chị, đó là muối chấm từ Việt Nam. Đây, đây là một cái keo muối tôm. Keo muối tôm này có giá là khoảng 8 đồng ở ngay tại Mỹ. Đối với người Việt Nam của mình á, mỗi khi mà ăn trái cây thì những loại muối tôm như thế này á là một điều gì đó nó phải cần thiết. Và người chủ của cái cửa hàng này đó chính là chị Phượng. Vô đây gặp chị Phượng tí xíu ha. Và có cả chao của Việt Nam nữa nè cô bác anh chị. Hả? Đây là chao của Việt Nam ha. Mình rất là hãnh diện khi mà những cái mặt hàng của Việt Nam á được nhập vào Mỹ và được một người con của Việt Nam sinh sống ở đất nước Mỹ hơn 20 năm qua buôn bán ở đây. Dạ em chào chị ha. Dạ. Chị em đây cái mic cái. Chị Phượng ơi thì chị qua đây được bao lâu rồi ha chị ha? Qua đây dạ. Là 2004 là mình được 20 năm. 20 năm rồi. Dạ. 20 năm. Trước đây thì chị làm cái việc buôn bán này luôn hay sao? Không. Cái nói chung là cái việc buôn bán này á là hồi xưa là mình không có cái nghề này. Mình hồi xưa là mình mới qua mình đi học nail, mình làm nail, làm nail được 10 năm. Rồi ông xã của mình á thì ảnh là nghề chợ. Rồi ảnh mới mở cái tiệm này. Ảnh mở là tổng cộng được 3 cái. Mà hiện 3 chi nhánh. 3 chi nhánh mà hiện tại á thì mình rút lại chỉ còn một cái chi nhánh ở đây thôi. Yeah. Là hiện tại là mình vẫn kiên trì để phục vụ cho bà con. Ông xã của chị là người Việt hay người? Người Việt. Người Việt luôn hả? Hả? Dạ. Ông xã mình cũng là người Việt luôn. Chị với anh thì có được mấy người con hả? Được 3 người con. Ba người con, con lớn nhất mình như tuổi? Con lớn nhất của mình là 18 tuổi mà hiện tại nó đi lính rồi. Em muốn chia sẻ một tí xíu là đối với lại người Việt khi sang Mỹ và đặc biệt ở tiểu bang California thì cái nghề mà phổ biến nhất đối với người Việt đó là nghề làm nail. Vì sao chị không làm nghề làm nail mà chuyển sang bán nông sản như thế này hả chị? Thật sự á là mình ý của mình là ngày xưa là mình cũng qua là mình làm nail. Mà tại vì mình có đứa con đầu lòng á thì ông xã mình ảnh nói thì mình với phần mình bệnh nữa. Thì đâm ra ông xã mình á mới nói là thôi đi em đừng có làm nail nữa. Thì khoảng một thời gian nói chung là ảnh mở cái tiệm đầu tiên á là ảnh hùng với người ta là ảnh mở năm 2016. 16 yeah. Là cái tiệm đầu tiên của mình. Yeah. Thì sau đó thì mình bỏ luôn cái nghề. Thì mình ở nhà mình. Nói chung là ảnh làm ảnh không có giữ cái tiệm mà ảnh đi làm chợ. Thì đâm ra là mình bao đồng mình đồ đạc rồi mình lấy, ảnh cũng bỏ thêm đồ cho mình. Đã làm chợ thì ảnh biết nhiều chi nhánh, ảnh biết nhiều mà vendor để order yeah. hàng để về với mình phục vụ cho bà con. Thì cái mặt bằng ở đây là mình thuê như thế nào hay thật chứ? Mặt bằng ở đây á là cái tiệm hiện tại mình đang đứng ở đây là tới 2 mặt bằng. Tới 2 cái mặt yeah. bằng. Thì nếu mà Trung Di thì ở trong cái khu này yeah. là tiệm mình là bự nhất. Ồ, bà chủ lớn. Yeah. Tiệm mình là lớn nhất. Yeah. Còn mà tiền mà nói chung là cái mặt bằng này á là Trung Di á là tính luôn tiền điện với tiền ấy á là hơn 7 ngàn. Ồ, 7 ngàn một tháng là khoảng tiền Việt là khoảng 160 triệu. Dạ đúng rồi. Hơn 7 ngàn. Việc buôn bán ở đây thì những cái nông sản này là chị nhập ở Việt Nam qua hay là như thế nào? Nói chung á, nói về nông sản á thì mình Việt Nam của mình á thì nó có là bưởi, da xanh.
xoài cát Hòa Lộc, xoài tượng và xoài Thái và thanh long đỏ, thanh long trắng, vú sữa. Nói chung là cũng Việt Nam mình cũng nhập qua được cũng nhiều nhiều món lắm. Có nghĩa là nông sản của Việt Nam khi mà đủ tiêu chuẩn thì mới được nhập vào Mỹ, còn những cái mặt hàng mà không đủ tiêu chuẩn thì sẽ không được nhập vào Mỹ. Và chẳng hạn như bên đây, kế bên Bùi Hồ đây là một cái trái mít, thì lúc mà Bùi Hồ ghé vô cái tiệm này á thì nhà Bùi Hồ là dân ở quê, ở tỉnh, nên là nữ là trái mít này là rất là bình thường. Và Bùi Hồ hỏi chị là cái trái mít này thì chị có thể chia sẻ là nhập ở đâu không và trồng như thế nào? Mít này á là giống á thì họ đem từ Thái qua bên Mexico. Thì người chủ á của cái hãng này á, cái vùng mà người ta trồng mít á là Việt Nam. Thì người ta đem qua Mexico, những người mà làm về trồng về trái mít này là người Mỹ. Người chủ thật sự á là người Việt Nam, họ đem cái giống về, nói chung là cái này nó trồng từ Mexico, là nó xuất từ Mexico qua. Rồi trái mít nhãn xuồng. Nặng quá. Nhãn xuồng Việt Nam. Nhãn xuồng là cũng Việt Nam luôn. Đúng rồi. Mình rất là thích khi mà những cái mặt hàng ở Việt Nam lại được xuất khẩu sang sang Mỹ để mà buôn bán cho. Nhãn xuồng này là bao nhiêu một ký chị? Cái này là 10 đồng một thao, là 250.000 nửa ký. 250.000 nửa ký. Thông tin với cô bác quý anh chị về cái đơn vị đo lường của Mỹ không giống như của Việt Nam. Thì cân về trọng lượng thì sẽ tính theo bao. Một bao thì nó khoảng tương đương với khoảng nửa ký. Thì một hộp nhãn như thế này á là khoảng 250.000. Cái hộp này đúng không? Cái hộp này đúng không? Lấy hai hộp luôn. Chị Phượng thì rất là vui tính. Và hiện nay á thì Bùi Hồ chỉ đi qua tự túc của một mình, thì được hữu duyên ở đây được biết á là nhờ anh Minh. Và cái câu chuyện về những người Việt, những người con mà mang dòng máu Việt Nam mà đang sinh sống tại bên kia bán cầu á, thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ nhiều hơn. Chị có cho ai không? Để cho chị, có cho không? Rồi em đựng vô cái bịch khác cho chị. Khách hàng tí xíu ha. Đây, ở trong của anh trước khi đây đến đây anh Minh có mua cái này là táo đúng không anh? Táo. Anh nói là táo này rất là ngon. Táo Nhật. Ngon như đường nhá. Nhưng mà vẻ ngoài nó xấu chứ, cái gương mặt nó đen đen giống như em. em đen đen giống nó. Mà ngon thật. Rồi đúng là chẳng chiêu. Một thao bao nhiêu? Một thao là 7.50 đồng. Cái này là dùng, nói chung là mùa này á, là hiện tại mùa này thì nó sẽ có cái những cái hàng đặc biệt là táo. Táo nó kêu, táo này là nó kêu là táo Nhật. Nó có 2-3 loại táo. Táo này Việt Nam có bán không Phượng? Dạ không, Việt Nam nó chỉ có bán là táo Trung Quốc, là trái nó sẽ tròn hơn. Dạ đúng rồi, ăn cái vị nó hơi đắng đắng nữa. Ngon hả? Thật ra là nó ngọt, ngọt hơn đường. Ngọt quá ngon luôn. Quá ngon. Nó ngọt mà nó dạng là nó ngọt rất là thanh. Ngọt thanh. Thanh. Nó ngọt thanh. Ăn hết miếng táo này cô bác anh chị chia sẻ tiếp cái câu chuyện. Thật ra táo ngon á, không ăn ngon mà nó còn mắc nữa. Nói chung là tại cái này á là nó vô mới vô dạng mà nó đầu mùa. Nó đầu mùa thì nói chung là táo này nó nhiều cái hãng lắm. Nhiều cái chỗ mình đang bán á và mình đang lấy hàng á là cái người này á là hồi xưa là làm ăn với ông xã mình, thì ở dưới farm là farm đó họ trồng nhiều hecta là họ bán chung. Ngon quá, thật ra là rất là ngon. Táo này nói chung là tới mùa tháng dùng, hồi xưa là nó vô là tháng 8 nó sẽ có cái táo này. Thì cái người mà trồng á là họ sẽ gung cái cây, họ gung cái cây là trái lớn trái nhỏ trái bé nhất nó cũng ấy, người ta sẽ hốt vô một cái thùng, là một thùng cỡ 25 thao. Em muốn chia sẻ tí xíu là người thân của chị còn ở Việt Nam nhiều không? Không, người thân của mình hiện tại anh Tú là người qua thứ nhì. Còn mình có một người anh kế mình nữa thì ảnh đó qua rồi. Nói chung là Việt Nam mình hiện tại á là trong gia đình mình thì đã qua đây hết rồi, được 4 anh em. Mình được 4 anh em. Thú thật với cô bác với anh chị, trước đây khi mà chưa có nhiều cái thông tin về về phương tiện truyền thông và cũng chưa có nhiều cái khi mà nghe nói đến Việt Kiều Mỹ
mà về nước thì trong cái tư duy của mọi người á là Việt Kiều Mỹ là những người ở nước ngoài ăn nên làm ra rất là nhiều tiền và thậm chí rất rất là giàu luôn. Đó là trong cái tư duy của những người Việt, những người con Việt mình á. Và ngày hôm nay thì điển hình là cô bác anh chị biết là người Việt mới về Việt Nam giỏi, dù trên quốc gia nào hay đất nước nào thì vẫn chuyên tâm làm ăn. Và thậm chí là khi gặp những người Việt như thế này nè, chị Phượng phải bỏ tiếp khách luôn, bỏ khách hàng mà để mà tiếp câu chuyện với mình. Chị cảm thấy như thế nào khi mà chị gặp em, hai chị em mình gặp nhau? Nói chung á là cũng có duyên. Có duyên là tại vì anh Minh là khách của mình. Anh Minh rất là thân. Nói chung là anh em mình tới mùa táo hay là mùa mít, nói chung là ảnh có ảnh mà rảnh á thì ảnh sẽ ra đây ảnh ủng hộ mình. Thì nói chung là tại vì anh Minh ảnh dắt vô đây chí phần á là Hồ cũng ở gần nhà mình. Nói chung là hỏi cái là biết quê, cùng quê và cùng sớm luôn. Hello. Để cho chị tiếp nữa. Ok, come over here. Cô bác của anh chị biết không, cái người Việt luôn giữ gìn một cái bản sắc dân tộc 17, đó là giữ gìn cả ngôn ngữ, cả văn hóa và cả nếp sống. Ví dụ như là chị đang nói chuyện tiếng Anh, chị nói chuyện tiếng Anh cực kỳ giỏi luôn, chị giao tiếp với người nước ngoài thì rất giỏi bằng tiếng Anh, ngôn ngữ tiếng Anh, nhưng mà chị gặp người nước ngoài hoặc là ở trong cái khu chợ người Việt này đó đều giao tiếp với nhau bằng tiếng Việt. Chị đang quan receive, thank you. Con gái lớn, con lớn của chị là bao nhiêu tuổi rồi? 18 tuổi. 18 tuổi thì con trai. Con trai thì ở trong gia đình của mình có dạy cho con của mình nói tiếng Việt không? Nói chung mà ba đứa con của mình đứa nào cũng gành, rất là gành tiếng Việt. Có nghĩa là biết hai song ngữ. Biết hai song ngữ, vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh. Vì sao chị lại dạy cho con của mình biết tiếng Việt? Nói chung á là thật sự á, hồi xưa á, là mình có mẹ mình thì mẹ mình nói chung là mẹ mình cũng lớn tuổi rồi. Thì nếu mà về nói tiếng Anh nhiều quá thì mẹ không hiểu, thì đâm ra những đứa nhỏ mình sanh ra, những đứa con của mình á là mình bắt buộc khi mà nói chuyện với mình hay nói chuyện với ngoại hay nói chuyện với bất cứ người nào cũng phải dùng tiếng Việt chứ không dùng tiếng Anh. Giống như anh chị nó, hai chị em nó nói chuyện với nhau nói tiếng Anh là mình nói chung là mình cũng vẫn biết mà mình không có muốn để can thiệp. Mình chỉ là can thiệp khi mà dùng nói chuyện với mình hay nói chuyện với ngoại, nói chuyện với má mình là bắt buộc ba đứa nhỏ đứa nào cũng phải nói tiếng Việt. Tại vì hồi nãy giờ họ không thấy á, nếu mà thật sự á con gái của mình là thứ đi học là 5 ngày, là 2 ngày thứ bảy chủ nhật ra đây bán với mình. Khi mình gặp khách, anh Minh cũng biết. Khi gặp khách hay là khi khách vô nói chuyện tiếng Anh, gặp khách người Mỹ thì nói tiếng Anh, mà gặp khách người Việt thì nói tiếng Việt. Rất rất là nhiều khách, người lớn tuổi cho người bé đều thích bé đó cả. Vậy thì chị sẽ muốn là mình giữ cái tiếng Việt của mình cho đến đời, không những là đời con mà kể cả đời cháu của mình. Nó là một cái ngôn ngữ mà giao tiếp ở trong cái gia đình của mình. Đúng cũng rồi. Như là trong cái cộng đồng người Việt của mình ở đây. Đúng rồi. Thì nếp sống của mình thì mình có bị ảnh hưởng qua lâu vậy, mình có bị ảnh hưởng tây tây tí không? Không, nói chung là mình sống đâu thì mình thật sự làm cái câu nói của người xưa, sống đâu mình quen đó. Thì nếu mà mình gặp người Mỹ thì mình nói chuyện với người Mỹ, còn nếu mà mình gặp người Việt với nhau mình không dùng tiếng Mỹ. Mình dùng tiếng mẹ đẻ. Nếu như mà bây giờ chị quay về lại Việt Nam thì chị sẽ thèm ăn món gì đầu tiên của Việt Nam? Nếu mà thật sự á, là mình quay về, mình cũng đã về hồi tháng 7, mình về được 15 ngày. Mà khi mà mình về Việt Nam á, là điều mà mình thích ăn nhất là bún mắm. Bún mắm. Có hai loại bún mắm, một á, là bún nước lèo của Sóc Trăng. Đến nói chung là miền Tây mình á thì nó có hai vùng. Ở Sóc Trăng á thì họ sẽ nấu cái mắm khác. Họ nấu mắm năm màu hốc hoặc là nó có hai loại mắm. Thì nói chung là hai vùng miền Tây hay là Sóc Trăng đều thích bún mắm cả. Ngon hơn. Bún mắm người Việt nấu ở Mỹ và bún mắm người Việt nấu ở Việt thì nói chung là bún mắm mà thật sự ở đây á, bún mắm mà nói về ăn ở tiệm á thì thật sự so với Việt Nam á, ở Việt Nam á là 100%. Còn ở đây chỉ so cứ 30% thôi. Nó không phải là không đầy đủ rau, với cái vị á ngộ lắm. Ở đây bún mắm mà mình ăn á,
khi đầu mà mình ăn vô rau, nói chung là ở đây nó có rau đắng nè, nó cũng có rau nhút, cũng có bông súng, có bông điên điển nữa, mà nó cũng tùy, nó là ở Florida nó ship qua, thì nói chung là ở đây mình cũng nấu, chính bản thân mình cũng nấu. Thì khi mà mình ăn cái tô bún mắm đầu tiên á, là mình ném cái vị nước lèo. Thì khi mình ăn, mình ném cái vị nước đầu tiên á, thì không có sao hết trơn. Mình ăn mà gần giữa tô á, thì cái độ mặn nó sẽ có. Bún riêu cũng vậy, hay là bún mắm cũng vậy. Có Việt Nam mình ăn cho tới cuối cái tô luôn, không có cái vị mặn. Nó khác biệt ở đây là như vậy. Thật thì chị là... nhìn cái gian hàng của chị biết thì cô bác của chị sẽ biết chị là tín đồ của ẩm thực. Và cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chị nói về cái việc mà bún mắm ở Việt Nam hay là bún mắm ở Mỹ. Thật ra là chị nhớ cái vị của quê hương, cái vị của quê hương nhiều hơn. Món ăn thì ở đâu nó cũng như vậy. Mặc dù là một số rau để mà bổ sung vô cái bún mắm á, thì nó có thể khác nhau một chút ít, nhưng mà cái hương vị quê hương làm cho người ta da diết mỗi khi trở về. Và thậm chí là ngày hôm nay khi mà chia sẻ đoạn clip này á, Bùi Hồ cũng gặp chị là một người anh Minh nữa, là một người con đất Việt, giải trải trong mình cái dòng máu Việt, thì thành thử là gặp nhau nó da diết lắm. Và thậm chí là nãy giờ như cô bác như Bùi Hồ chia sẻ lần nữa là chị nói, người khách vô là chị tiếp chuyện để khi nào hết cái câu chuyện rồi mới bán cho khách, còn khách đi thì thôi hả chị hả? Dạ. Ngày hôm nay mà nếu như mà xem đoạn video này mà chồng của chị biết thì đừng like em nha. Dạ. Nói chung là mình á, hiện tại á thì mình cũng chia sẻ với Hồ là mình với ông xã mình á thì nói chung không còn sống với nhau nữa. Thì nói chung ảnh coi, nói chung là bà con của mình hay là bà con quê bên chồng mình hay là bà con của mình, nếu mà coi được clip của Bùi Hồ làm á, nếu mà có cái vấn đề gì hay là có cái thắc mắc gì cứ nhắn tin cho mình. Ý Bùi Hồ nói là Bùi Hồ nghĩ là chị còn sống chung với chồng rồi lo nói chuyện mà không lo buôn bán thôi. Qua cái đoạn video clip này á, thì chị có muốn gửi lời nào đến với lại người Việt Nam của mình ở quê hương, cũng như là người thân, người dòng, những dòng họ của chị có ở quê không? Nói chung á là cũng nói chung là mình cũng hân hạnh cũng biết Bùi Hồ. Thì mình nói chung là mình không có lời nói nhiều. Con biết nó là khóc nghẹn ngào hả chị hả? Nói chung mình chỉ nhắn nhủ với những người quen biết mình, nếu mà có coi được cái clip này thì nhớ đăng ký và ủng hộ Bùi Hồ. Và cũng thông qua đoạn clip này thì em xin chân thành trước mắt là cảm ơn anh Minh trước. Và cái câu chuyện Bùi Hồ sẽ ở nhà anh Minh một hai ngày nên thành nữ là cười sẽ chia sẻ ở video clip sau. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là lời đầu tiên á, thì em gặp chị là một người con Việt Nam, mà hai chị em mình lại tình cờ hữu duyên gặp nhau ở bên kia của quả địa cầu, nửa dòng trái đất, phải nói rất là xa luôn. Mà đất nước Mỹ thì cực kỳ rộng lớn, mà để hai người Việt Nam mà cùng một tỉnh gặp nhau nữa lại càng hữu duyên hơn, cùng một sớm nữa. Em cũng mong rằng là chúc chị luôn có một cái sức khỏe dồi dào, và khi ăn nên làm ra thì quay về lại quê hương của mình nhiều hơn để thưởng thức những cái món của quê hương. Và chúc cho chị ở nơi đất khách quê người vẫn giữ được cái nét truyền thống của người Việt của mình. Con của chị sẽ thành tài trên đất Mỹ để có thể về phục vụ lại cho quê hương của chẳng hạn. Và cảm ơn chị đã dành thời gian quý báu của mình, bỏ ra cái thời gian buôn bán để mà tiếp câu chuyện, để cho người Việt, những người mà ở người Việt của mình trên khắp mọi miền, ở không những ở Mỹ mà ở những nước khác nữa, biết thêm cuộc sống của người Việt của mình, vất vả mưu sinh để kiếm đồng tiền để trang trải ở nước ngoài, và thậm chí là trở về quê hương. Chúc chị luôn nhiều sức khỏe và thật nhiều thành công trong cuộc sống. Mình cũng cảm ơn Hồ. Thì nói chung á thì cũng có duyên. Thì mình cũng chúc Hồ được nhiều thành công hơn. Được nhiều khách ủng hộ, được nhiều bạn bè ủng hộ hơn cho kênh của Bùi Hồ. Và ngày hôm nay thì chắc chắn thì Bùi Hồ có thêm một lượt đăng ký từ chiều rồi. Một lần nữa thì về cuộc sống của người Việt ngay tại Mỹ, cũng như là tham quan những cái địa điểm du lịch ngay tại Mỹ, là một người du lịch tự túc, thì muốn chia sẻ những gì nó chân thật nhất, gửi đến những cái thước phim mà nó mộc mạc nhất để gửi đến cô bác quý chị. Tuy nhiên thì nó không tránh khỏi những cái sự thiếu sót
ở trong cái đoạn video của Bùi Hồ. Nhưng mà đó là những phần chân thật nhất mà Bùi Hồ muốn gửi gắm đến cô bác quý anh chị. Còn thôi thì bây giờ chắc có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô bác quý anh chị ở video clip sau.